lên hàng quá đã các bạn ơi. Lên hàng rồi nhé. Nó không đáng đâu mọi người. Tiếp tục lên hòn anh em ơi. Cá gì đây mình cũng không biết nữa. Lần đầu tiên gặp cá này. Lên hòn anh em ơi. Lên hòn anh em ơi. Lên hòn. Có chị đây. Cú quả. Lên hòn lên anh em ơi. Cú quả đây em ơi. À, pha màu quá đi mà. Thứ gì chịu nổi. Tiếp tục múa quạ. Đám đây thì xài kiểu chị. Phá cướp được. Muốn đi muốn chị đây không biết. Ê. Cái này là kịp thời. Cái này là đoan đứng đó chứ không là không là bỏ của đã. Đây là một em mú cắt. Màu rất là đẹp, giống như đặc công đó. Lên hòn không đếm, không đếm, không đếm.
lanh hoang lên đây mọi người. Không đẹp. Không đếm anh em nhé. Con khủng, con khủng. À, đếm. Đếm. Quá hay anh em ơi. Có dấu đó, con nó cũng tốn lận rồi. Có chi đó. Ất trà. Hay quá, cá gì đó. Muốn quả hả? Ôi, lên hòn anh em mày phút bù giờ. Phút bùi già là vẫn còn ghê. Có còn đó không? Mới lên thêm một em cá sơn nha mọi người. Cá sơn đá đỏ chét, nhìn như một cá ba trầu. Bây giờ là khoảng 6 giờ rưỡi tối rồi mọi người ạ. Giờ thì mình sẽ cùng mấy anh em lên về thôi. Thành quả ngày hôm nay thì chút về đến nhà mình sẽ quay cho mọi người cùng xem nhé. Bây giờ thì mình đã về tới nhà rồi nha mọi người. Mệt quá. Để mình coi cái thành quả của ngày hôm nay như thế nào đây. Có vẻ là cũng kha khá đó mọi người ạ. Chà. Đây, mũ quả nè. Con. Hai con. Ba con. Bốn con. Năm con. Sáu con. Bảy con. Tám con. Chín con.
10 con, 11 con. Wow. Đi câu ghen thì mùa này bắt đầu mùa ghen nên cá như thế này là ổn nha mọi người. Nhưng mà mình câu cá nhỏ. Mấy anh em câu toàn cá to trên 1 ký thôi. Mình sống con cá cũng to đấy. Thực tế thì cũng không phải sống vì vậy nó không có cơ hội để chụp được nó. Nó ăn một phát là đứt luôn. Bây giờ thì mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mong mọi người tiếp tục đăng ký ủng hộ, chia sẻ để cho kênh Fishing Vlog ngày càng phát triển. Xin cảm ơn mọi người.